về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Văn bản Thạch Xanh. Ngày xưa có một chàng trai nghèo tên là Thạch Xanh. Thạch Xanh sống lùi thùi một mình trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Cả gia tài chỉ có một lưỡi búa, hàng ngày lên rừng đốn củi kiếm ăn. Một hôm, có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua đó, nghỉ ở gốc đa. Thấy Thạch Xanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: người này khỏe như voi, nếu nó về ở cùng ta thì lợi bao nhiêu. Lý Thông lần la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Xanh kết nghĩa anh em. Vì sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay lại có người săn sóc đến mình, Thạch Xanh cảm động, vui vẻ nhận lời và chàng từ giã gốc cây đa đến sống chung với mẹ con Lý Thông. Bấy giờ, trong vùng có con chắn tình có nhiều phép lạ, thương ăn thịt người. Quan quân đã nhiều lần đến bổ vây, định diệt trừ nhưng không thể làm gì được. Dân trong vùng phải lập cho nó một cái miếu thờ, hàng năm nộp một mạng người cho nó ăn thịt để nó đỡ phá phách. Năm ấy đến lượt Lý Thông nộp mình, mẹ con hắn nghĩ kế lừa cho Thạch Xanh đi chết tay. Chiều hôm đó, Thạch Xanh đi kiếm củi về. Lý Thông dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn rồi bảo: đêm nay anh đến phiên đi canh miếu thờ, ngặt vì giờ cất mẻ rượu, em chịu khó đi thay anh một đêm, đến sáng lại về. Thạch Xanh thật thà nhận lời đi ngay. Nửa đêm hôm ấy, Thạch Xanh đang mơ màng, nửa thức nửa ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng động mạnh sau miếu. Chàng vừa xách búa đứng dậy thì chăn tình đã hiện ra, nhè nành vuốt xông vào con mồi. Thạch Xanh không hề sợ hãi, giơ cao búa giáng thật mạnh vào đầu chăn tinh. Thạch Xanh đã xả xác nó ra làm hai mảnh. Chăn tinh hiện nguyên hình là một con chăn khổng lồ và để lại bên mình một bộ cung tên bằng vàng. Thạch Xanh ung dung chặt đầu con quái vật và nhặt bộ cung tên vàng xách về nhà. Lúc ấy đã gần về sáng, mẹ con Lý Thông đang ngủ bỗng nghe tiếng gọi cửa. Ngờ là oan hồn Thạch Xanh hiện về báo oán, chúng hoảng sợ phản lại rối rít. Khi Thạch Xanh vào nhà kể chuyện giết chăn tinh, mẹ con Lý Thông mới hoàn hồn. Nhưng những kẻ độc ác thì trong đầu bao giờ cũng có sẵn những mưu thâm. Lý Thông nói với Thạch Xanh: còn chăn ấy vốn là của nhà vua nuôi từ lâu, nay em giết nó chắc không tránh khỏi tội nặng. Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi, có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu. Thạch Xanh thật thà tin ngay, vội từ giã mẹ con Lý Thông ra đi. Chàng lại trở về với túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. Còn Lý Thông hí hửng đem đầu của con yêu quái vào kinh đô nộp cho nhà vua. Vua khen ngợi và phong cho làm quận công. Nhà vua có một cô công chúa vừa đến tuổi lấy chồng. Một hôm, công chúa đang ngồi trên lầu cao, bỗng bị một con đại bàng khổng lồ bay đến quắp đi. Con đại bàng bay qua phía trên túp lều của Thạch Xanh. Thạch Xanh trông thấy liền dùng cung tên vàng bắn theo một phát. Mũi tên trúng vào cánh đại bàng, nó đau đớn, quằn quại nhưng gắng sức bay về đến hang trong núi sâu. Thạch Xanh lần theo vết máu tìm được chỗ ở của đại bàng. Nhà vua vô cùng đau đớn, bèn sai Lý Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và nhường ngôi cho. Vừa mừng vừa lo, Lý Thông lại tìm đến túp lều dưới gốc đa của Thạch Xanh. Thạch Xanh thật thà kể cho hắn nghe chàng đã bắn đại bàng bị thương và lần ra được hang ổ của nó như thế nào. Lý Thông mừng quá, liền nhờ Thạch Xanh dẫn đường cho quân sĩ đến hang đá. Hang sâu thăm thẳm, nhìn vào ai cũng thấy rùng mình, hoảng sợ. Thạch Xanh xin cho mình được xuống hang cứu công chúa. Quân sĩ lấy dây dài buộc vào lưng chàng rồi dòng xuống. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. Tuy bị thương nặng
nhưng khi thấy Thạch Xanh xuất hiện, nó cũng đã vùng ngay dậy được, vùng cánh chĩa vuốt lao vào kẻ thù mạnh như một cơn bão lớn. Thạch Xanh dùng cùng tên vàng bắn mù hai mắt Đại Bàng, rồi vung búa chặt đứt vuốt sắc, bổ vỡ đôi đầu Đại Bàng. Sau khi giết được chiếm giữ, Thạch Xanh lấy dây buộc vào người công chúa rồi ra hiệu cho quân Lý Thông kéo lên trước. Sau khi đưa được công chúa lên tới mặt đất, Lý Thông liền ra lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại rồi kéo nhau về. Thạch Xanh đi sâu vào hang để tìm lối ra khác. Đến cuối hang, chàng thấy có một chiếc củi sắt. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bị nhốt trong đó. Chàng trai đó chính là thái tử con vua Thủy Tề. Thạch Xanh bèn dùng cung vàng bắn tàn củi sắt cứu thái tử ra. Thái tử thoát nạn, hết lời cảm tạ chàng và mời chàng xuống trời thủy phủ. Vua Thủy Tề sung sướng gặp lại con, đãi chàng rất hậu. Khi chàng về, vua biếu rất nhiều vàng bạc, nhưng Thạch Xanh không nhận, chỉ xin có một cây đàn. Rồi chàng trở về gốc đa sinh nhai bằng nghề cũ. Hồn Trần Tình và Đại Bàng lang thang, một hôm gặp nhau bàn cách báo thù Thạch Xanh. Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải, mang tới quàng ở gốc đa để vu vạ cho Thạch Xanh. Thạch Xanh bị bắt hạ ngục. Về phần nàng công chúa bất hạnh, từ khi được cứu thoát đưa về cung thì bị cầm. Suốt ngày nàng chẳng nói chẳng cười, mặt buồn rười rượi. Vua đành hoãn việc cưới xin và bảo Lý Thông mời thầy thuốc về chạy chữa. Không biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi trong nước đã được mời đến, nhưng không ai chữa được bệnh câm và tâm trạng sầu não của công chúa. Một hôm, Thạch Xanh ngồi trong ngục tối, đem đàn của vua Thủy Tề cho ra gầy. Tiếng đàn vang lên như những lời trách oán, trách sự hờ hững của công chúa và oán sự độc ác của Lý Thông. Tiếng đàn vang đến hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Vừa nghe tiếng đàn, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Nàng xin vua cha cho gọi người đánh đàn vào cung. Nhà vua lấy làm lạ cho đòi Thạch Xanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình. Từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém Trần Tinh, từ chuyện giết Đại Bàng, cứu công chúa, đến chuyện bị lấp cửa hang, và cuối cùng là chuyện bị bắt oan vào ngục thất của hoàng cung. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra tất cả sự thật. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Xanh xét xử. Chàng rộng lượng tha thứ cho chúng về quê làm ăn, nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết. Nhà vua gả công chúa cho Thạch Xanh, lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kỳ. Chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy, bọn hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội họp binh lính cả 18 nước lại kéo sang đánh. Thạch Xanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ của 18 nước bùn rùn tay chân, không còn nghĩ gì được tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cuốn giáp ra về. Thạch Xanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Xanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu thì ai nấy đều ngạc nhiên, toàn bỏ về. Thạch Xanh thần trình đến mời họ cầm đũa và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết nồi cơm đó. Quân sĩ 18 nước ăn mãi nhưng nồi cơm bé xíu vậy mà cứ ăn hết lại đầy. Sau khi ăn no nê, quân sĩ 18 nước cúi đầu lại tạ vợ chồng Thạch Xanh và kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên đã nhường ngôi cho Thạch Xanh. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.